đạo hàm của mũ và loric a mũ đạo hàm bằng a mũ nhân cả lena log x đạo hàm bằng một trên x nhân lena e a mũ đạo hàm bằng chính nó là e mũ x. Len x đạo hàm bằng một trên x và đây là hai cái công thức tổng quát a mũ đạo hàm bằng kem đạo hàm cái mũ này rồi kem nhân với chính bản thân nó rồi kem nhân với len của cơ số a logarit cơ số a của u đạo hàm bằng gì bằng cái u phẩy chia cho u rồi nhân cả lena và các em nhớ một điều rằng, len của E bằng 1. Ví dụ 1, tính đạo hàm bằng số Y bằng 3 x 6X cộng 1. Y' sẽ bằng là U', là 6X cộng 1 đạo hàm bằng 6. Nhân vị chính nó là 3 x 6X cộng 1, nhân với cả len của cơ số len 3. Đáp án của chúng ta đáp án gì nhỉ? C, len 3. Ví dụ 2, đạo hàm của số Y bằng lốc 2, X' bình cộng 1 là bao nhiêu? Điều thức ở trong RORIS là X' bình cộng 1, thì Y' sẽ bằng X' bình cộng 1 đạo hàm bằng 2X chia cho chính nó là x bình cộng 1 nhân với cả len của cơ số là len cơ số 2. Vậy đáp án của mình đó chính là đáp án B.